Riêng bự ớn luôn á. Lại không có trái bự hơn luôn á em. Nó cỡ này thôi nè. Hôm qua chị ông ăn cũng thấy thế này nè. Mà chị nói là anh phải kiếm cho em sầu riêng ruột đỏ cơ. Ông bảo là ông bay nếu ông thấy không, ông có chuyến bay qua Sa Pa không? Còn không thì ông bó tay mà mùa này không có. Chị lại chị hỏi cái hàng bán rồi nó bảo là không có. Mất cười lắm. Đến đó ai ai cũng tưởng chị là người Trung Quốc hết á. Thôi ổng á, mỗi ngày quen một đứa Trung Quốc thì không bảo nó Việt Nam. Xong rồi mọi người mình nói con mắt chắc là đáng đứng. Ấy nhỏ xỉu vậy đúng không? Ừ. Ôi, vậy là được bao nhiêu mũi? Nhỏ nhỏ xinh xinh. Trời ơi, được 6 mũi nhỏ. Đã bị... À, ở trong kia nữa. Đã bị ấy, đã bị đau. Đã mụn. Hôm qua chị ăn trái, anh hỏi chị ăn nữa không? Mình bảo là đâu anh ơi, trời ơi. Có một trái thôi, mai rồi những cái mặt thấy cảnh. Mà tối sáng dậy á, đau họng gắt đúng không em? Nó nọng mà. Cái này được. Dễ thương em. Dễ thương. Dễ cưng một em. Người một người vô là chị thấy là họ đã ăn một cái sọt. Một sọt luôn hả? Ừ. Một sọt luôn. Người nào cũng một sọt hết á. Một vợ chồng hai đứa con vô là phải đem ra một thúng. Nghe họ ăn cũng như hạm vậy đó. Mà chị cũng ăn thiệt, chị ăn được cái đó đó. Tại chị sợ mụn thôi. Ừ. Chị không sợ mụn chị ăn. Không thì mới đâu ăn thì em ăn kiểu đó cũng được. Chục trái chứ không phải là ít đâu. Ừ. Nhiều thế. Lâu rồi mới được ăn một nguyên trái nè. Mấy năm trời rồi đó. Cái gì Trinh? Thiệt. Trời ơi. Rồi ăn đi. Ăn từ năm Huy học đại học ấy. Họ ăn ở trên đất đó cái. Cái ảnh mua mua dùng.